xa xa ngoài kia lập ba cái hoa quả dại nó mọc lên. Năm nào tháp tới tháng này cũng vậy, ba cái hoa quả dại nó mọc chỉ có một màu một thôi. Đó, quý vị thấy không, màu vàng không, chỉ có màu vàng không, ngoài ra không có màu gì nữa. À, đẹp ghê chưa. Sáng sớm mà ra phía sau này nhìn ra nhìn thấy đẹp lắm quý vị ơi. Ba cái hoa này là hoa quả dại nè, tự nó mọc lên nè, chứ không có ai trồng hết. Cứ sáng nó nở lên đều hết như vậy, cái trưa có khoảng 1-2 giờ là nó tàn mất hết, rồi sáng bữa sau nó cũng trở lại nở y như vậy nữa. Wow, xa xa đằng kia có cây đầu lông nè, cây này mới trồng năm rồi mà nó có trái rồi nè, nên nó còn ít, hình như là nó chín rồi hay gì đây, để mình ra mình hái thử coi nha. Cái cây này là mới có trái đầu mùa này nha quý vị, mới trồng năm rồi, mới có trái đầu mùa, để đếm thử coi được bao nhiêu trái nha. Này, cái chùm này là được 5 trái. Rồi, cái nhánh trên này là được 2 trái, là 7 trái. Đây, 2 trái nữa, chục trái. Ôi, ở trên cũng còn nhiều dữ nha, quay lên thì bị ngược sáng nên khó thấy. Đó. Cái cây đào lông này nó cái trái của nó màu đỏ, nó hơi đỏ đỏ nè. Để mình hái thử trái này có chín chưa nha, ăn thử có chín chưa. Ô, chắc chín rồi, mềm rồi, hơi mềm rồi nè.
Đẹp rồi. Gia đình đứng làm sao đẹp rồi, bà nội quay phim rồi. Chạy chậm chậm đó, chạy nhanh quá. No no giờ á. 3 2 1 go. Mang đôi giày vậy, chạy mang đôi dép đó. Rồi chạy vô đây nè. Chạy vô đây nè con. 1 2 3 go. No, đừng có chạy ra đó. Vô để muỗi chích đó. Đi lại ba xin kìa. Ba xin kêu kìa. Lửa lớn quá vậy mày đi. Đi vô con, đừng có ra đó muỗi. Vô. Đi vô che đền. Để đi ra coi coi cái dây dưa này nó có bông chưa nè. Ủa dây này dây dưa hay dây bí vậy anh? Wow, nó có bông rồi nè. Ôi ôi quá trời bông luôn. À, bông màu vàng. Đẹp, đẹp quá à. Quá trời bông luôn. Bông luôn. Xích ra. Bông. Vô để muỗi. Cái thằng đó mà cho nó ra ngoài đây cái nó làm như là con gà bị xúc chuồng vậy đó. Đừng có đứng gần cây đó nó kiến không á. No đừng dịnh kiến. Kiến con chạy vô. Vô kiến chị Đình. Chị Đình ra ngoài chơi đeo mấy cái cọng này đừng cho muỗi nó không cắn nè. Muỗi nó không chích nè. Đây nè. Muỗi. Mấy cọng dây đó nó có cái mùi hôi. Nhai nút đi. Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối rồi. Mà ở ngoài trời thì vẫn còn ánh sáng đó, quý vị thấy không, còn sáng trưng à đó. Nè quý vị nhìn thấy không, cái cảnh ở phía sau này là hồi sáng mình quay đó, là ba cái hoa cỏ dại đó, nó nở vàng rực hết luôn, nhưng mà bây giờ chiều lại là nó lặn nó mất tiêu hết ráo rồi, không có còn nữa. Nó giống như hoa mười giờ ở bên Việt Nam, mỗi lần cứ hả sáng là nó nở đẹp thiệt là đẹp, rồi trưa cái nó tàn mất hết. Thì cái bông cái hoa này nó cũng giống vậy đó nè. Cái chỗ này là quay hồi sáng nè đó. Giờ 8 giờ rưỡi rồi đó, 8 giờ rưỡi tối rồi mà còn sáng trưng nè.
giờ coi như chỉ còn một cái đám cỏ xanh thôi, không có thấy bông hoa gì nữa hết. Cũng cái khung cảnh này mà buổi sáng thì nhìn khác, mà buổi chiều tối lại thì nhìn lại khác. Quý vị thấy ngộ ghê không? Đó, nhìn đâu còn thấy cái hoa nào nữa. Nhìn giống như là một cái sân cỏ xanh thôi chứ không có cái hoa nào hết ráo, mà hả sáng cái nó vàng rực lên vậy đó. Đây này, giờ này còn thấy cây hồng hồi sáng nè. Hồng này cái trái của nó màu đỏ. Cái cây đầu long.